Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Tôi tên Nga, khoảng 5-7 năm nay thì tự nhiên cái bên phía tay phải lỗ tai nó hơi ù, và mỗi lần mà nghe có cái tiếng ví dụ như là tiếng len ken là nó đau nhói, tai nó tưng 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 tưng. Rồi còn phía bên tay phải thì hoàn toàn là yếu. Cái tay bù chị chữa chưa? Chưa. Chúng ta sẽ bơm máu. Đầu tiên chúng ta bơm máu từ tay lên đầu, chúng ta khóa nách, khóa cổ tay và bắt đầu làm kỹ thuật bơm máu. Bơm máu thì chúng ta sẽ khóa thêm một bên tĩnh mạch và đẩy khe tĩnh mạch vào bên kia. Đúng rồi đó, bơm máu thế đó. Đúng rồi, mình vuốt lên. Rồi sau đó thì mình sẽ vuốt cái phía mặt ngoài cánh tay. Rồi, đúng rồi, mình vuốt lên. Vuốt máu lên đó. Thậm chí có thể vuốt thẳng lên trên đi chị. Vuốt thẳng lên trên, đưa máu lên vai. Đó, vuốt máu lên trên vai như vậy đó. Đúng rồi đó. Rồi, chính xác rồi. Đầu chúng ta bỏ cái khóa tay nhưng vẫn khóa nách, và bây giờ khóa thêm đỉnh đầu. Khóa thêm đỉnh đầu rồi đẩy máu ở giữa cái khe giữa cơ ngực và cơ delta. Đẩy lên. Đúng rồi. Tự bóp sau đó thì chị sẽ đặt tay lên trên hai cái tay đây. Đặt ở chỗ khớp đó là chỗ động mạch cảnh hai tay luôn, đẩy cả hai bên. Rồi đẩy lên. Đúng rồi, đẩy lên. Đó, đẩy lên thế đó, đúng rồi, đẩy ngay chỗ động mạch cảnh ấy. Đẩy lên mấy chục cái. Rồi. Sau khi đẩy lên xong, mình sẽ chụp cả 5 đầu ngón tay, 10 đầu ngón tay của hai bên chụp vào quanh tay, chụp chụp vào. Xong tại rồi mình quào vào tay. Mình quào vào tay, mình quào vào phía tay. Quào máu vào phía tay. Rồi, quào vào phía tay, đúng rồi. Quào về phía. Dồn máu từ bên ngoài xung quanh, từ trên, từ dưới, từ xung quanh về phía tay. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ làm gì? Chị cầm hai cái vành tay chị miết. Miết vành tai, miết, đúng rồi, miết, thậm chí là giống như là còn như là nhéo á, nhéo tới nhéo nhéo lui á, đó, miết vành tai, miết kỹ vành tai xung quanh cả trong cả ngoài luôn, cả ngoài cả trong, rồi miết kỹ, rồi thọc cái ngón tay cái vào, rồi đó, thọc ngón tay vào rồi bắt đầu bẻ cái vành tai ra, bẻ cái vành tai, cầm, nhéo, bẻ, đúng rồi, bẻ, bẻ, đúng rồi. Cầm cả cái phía cái đằng trước của cái tai nữa. Rồi bẻ. Rồi sau khi chị tự làm xong chị bỏ xuống đi. Rồi bây giờ chị nghe cái tai chị thế nào rồi? Nghe đã êm. Nóng rồi. Nóng à, nóng hẳn là hai bên. Chưa kể là nhỏ. Không cần đâu, nghe ra. Tôi nói nhỏ, xa xa thì chị nghe có rõ. Đấy, có len ken rồi đấy. Không, không có nghe cái tiếng mà echo nữa. Cái tiếng mà ồ. Tức là hết hẳn tiếng ồ rồi đấy. Tôi hỏi nhỏ nhỏ thì xa thì nghe rõ. Rõ hơn. Nghe rõ. Rõ hơn thôi ban đầu đi làm. Đấy là cái này. Đó là len ken á. Là đau lúc đó giật tưng 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 tưng. Mà bây giờ thì hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết hẳn đau luôn rồi. Wow, bao nhiêu năm. Kéo là điên, đinh tay đi ốc nó tưng 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 hết cả cổ lên. Giờ đỡ rồi. Mấy thằng giờ nó đang thì đỡ rồi đó, đỡ rồi. Đấy là nói chung là tôi cũng rất là khổ sở về cái căn mà bệnh này nhiều năm nay. Hôm nay thì tôi cảm thấy rất là vui. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550 900.
thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.